Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của công ty Nam Cổ Long. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn thanh chống ngập mô tô giúp tăng tính ổn định cũng như là độ an toàn khi chúng ta tái sửa chữa với cầu nâng hai trụ. Khi nâng hạ thấp các chi tiết của xe đối với cầu nâng hai trụ sẽ dẫn đến tình trạng xe mất cân bằng, có thể dẫn đến việc xe sẽ nghiêng về một hướng. Do đó chúng ta cần có thiết bị hỗ trợ để giúp ổn định sự cân bằng của xe khi tháo lắp các chi tiết này. Thanh chống ngập mô tô này có khả năng chịu tải là 1 tấn với chiều cao nâng cao nhất là 1800mm và chiều cao nâng thấp nhất là 950mm. Trên thân của thân có các lỗ dùng để điều chỉnh chiều cao cho phù hợp với một chốt khóa. Một bát đỡ cao su. Bát đỡ cao su này có ren có thể điều chỉnh được chiều cao. Ngoài ra, thanh còn được trang bị hai bánh xe giúp hỗ trợ di chuyển. Video này là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mọi chi tiết thắc mắc xin các bạn vui lòng liên hệ theo thông tin hiện trên video hoặc comment phía bên dưới. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.